chị chào con chị không? Các chị biết đây là cái gì không? Đây là thức ăn cho cá đấy các anh chị ạ. Chào các anh chị nhá. Và mẹ Hà, trên tay mẹ Hà cũng có này. Mẹ Hà có ba cái đồ liền cơ. Có biết được cái này là gì không? Đây là thức ăn của cá đi. Tôi ăn thức ăn của cá. Người làm sao mà ăn được đúng không? Thức ăn của cá toàn là bằng run với sâu, con ăn được không? Không ai cho con ăn này đi nhá. À, mấy cái thức ăn này thì có thể là cho dành cho cua này, hay là lươn này, tôm này, cá này. Và và trên tay của mẹ Hà thì đang có ba cái lưới bắt cá đó. Đây là người ta gọi là lưới bắt quái, tại vì có 8 cửa là người ta gọi là ta bắt quái á. Bây giờ mẹ Hà sẽ bỏ ra cho các chị xem nhá. Bố mẹ tính chưa một cái ấy. Mẹ cho xuống mà. Đây, lưới bắt quái này sẽ hoạt động như thế này. Mình sẽ bỏ đấy ra, cho lên giống như là một cái lồng bàn hay là giống cái màn cho em bé á. Ở đây này nó có 8 cửa như thế này này, là khi mà mình đặt xuống dưới ao để thức ăn vào nhá, là những cái con vật á, vị tôm cá cua nó sẽ chui vào bên trong này là sẽ không ra được nè. Đó, đây cho mẹ, mẹ mang ra cho. Bây giờ mẹ Hà với cả em Min á sẽ đặt, là bây giờ là trưa, mẹ Hà và em Min sẽ đặt ở đây, xong để tối thì mẹ Hà với em Min thì sẽ bỏ ra xem là có thu được con cá nào không nhá, thử xem là có bữa nào thật là to thịnh soạn cho mẹ Hà với cả em Min không nào. Rồi, ba cái lưới này thì mình sẽ để xuống ao. Thế nên là mẹ Hà đã chuẩn bị là những cái dây này này. Dây này mình sẽ phải buộc xuống phía dưới, vì đây này, ở đây có cái lưới nhỏ nhỏ này. Mình mà không buộc á là cá nó sẽ ra hết luôn. Cái chỗ này lúc mà mình tháo đầu á, mình tháo đầu thì cá nó sẽ từ bên trong lưới nó sẽ ra, mình sẽ lấy được cá. Mong là sẽ lấy được nhiều cá luôn á. Đây, giờ mẹ Hà sẽ buộc đây nè, buộc thật là chắc vào không là nó để xuống. Con chưa đấy á, thôi hỏng anh ơi, buộc chắc vào không là thả xuống dưới đấy để mất luôn cá thì á, mệt lắm. Này mình sẽ buộc chắc ở đây luôn. Con nghĩ là hôm nay mẹ con mình có thả được con cá nào vào đây không? Có. Có á? Chắc không? Chắc. Chắc hả? Để bây giờ thử nhá. À, mình sẽ ở đây thử là chắc, mau là chỗ này nó không bị tuột ra, chứ tuột ra là mất cá luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một cái sợi dây dài, để thay vì dùng cánh câu á thì mình sẽ dùng cái dây này này, buộc cái dây này lại nè. Sau khi buộc lại thì đây này, mình sẽ vứt cái này xuống dưới ao thôi. Đây, nhưng mà bây giờ này, con thả cám vào đây đi. Bây giờ mình sẽ cắt một cái cám ra. Cái này là mỗi một gói này mình sẽ cho vào một cái lưới nha. Đây. Mình sẽ thả vào đây để cho cá nó vào trong này nó ăn. Đó. Cho rất là nhiều luôn. Ôi, cái này thức ăn này nó giống như là bỏng luôn á. Đó. Và hai cái lưới này thì mình cũng sẽ làm tương tự như cái này nhá. Mẹ chị ơi, em buộc xong rồi. Mẹ Hà buộc là chính đó các anh chị ơi. Bây giờ thì mình sẽ thả cái này xuống ao nha. Đi, con đi ra đây với mẹ, bỏ cái này ra đây. Bây giờ mình sẽ đặt một cái này trước nhá. Mình sẽ mang ra đây, đi ra đây, ra đây. Mình sẽ kiểu thả nhiều ao để xem là cái ao nào nó sẽ có nhiều cá hơn. Con thả chỗ nào hả Min? Con thả chỗ nào? Thả chỗ này. Đấy luôn hả? Ok, bây giờ mình sẽ thả theo cái hướng của em Min nha. Đây, giờ mình sẽ kiểu quăng như giống như là câu cá ấy. Con. Ê, con không thế, con không thả được xa đâu, con đứng ở đây. Đứng cẩn thận, đứng xa xa mẹ vào, không lúc về sau á mẹ lại quăng vào con bây giờ. Chuẩn bị bây giờ là mình sẽ chuẩn bị quăng xuống nha. À, con nghĩ nào, đây, con cầm cái dây đây. Không, cầm dây này. Đấy, cầm chắc vào. Đấy, để mẹ quăng. Bắt đầu nhá. Ôi giời ơi, trời ơi, nó ra mất mồi rồi. Mình tưởng là đơn giản, nó khó phết này. Con cầm này. Rồi, bây giờ đợi là chìm thôi. Giờ thì mình sẽ buộc cái dây này vào trong cái phía đầu này này. Đó, sau là đến chiều tối thì mình sẽ ra để mình thử xem là mồi của mình nó có ăn được đến đâu. Bây giờ còn hai cái lưới kia. Úi giời, Min ơi, giúp mẹ. Bị ấy hết gai vào trong áo rồi nè. Nhìn này, cái cây hoa kia nó gai ghê quá, bây giờ mình phải bỏ ra này. Mẹ một cái nữa từ cây của mẹ. Đúng rồi, một cái nữa thì mình sẽ đặt ở cái ao mẹ này nha. Ừ, bây giờ từ mẹ sẽ cho cái này sang trước đã. À, để mẹ sang trước xong mẹ cho con sang sau. Ôi, ở đây. Khéo con gà nó cắn nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ cái sang bên. Ôi, mắc quá, khéo tất cả rồi nhá. Min đứng ở đây nhớ chưa? Đứng đây để mẹ xuống. Đứng im ở đây nhá, con đứng ở đấy con nhìn thôi. Đây là
đây là một cái ao rồi, thế nên là ai ôi trời ơi, có cái này thanh này đây này, mình lại sang phía bên này để mình thả xuống. Ai á, ai vướng víu ghê, làm sao đây em sợ gà đi. Nhìn này làm gì con gà, làm gì con mổ đấy mà mổ, nó ăn thức ăn của nó chứ ăn gì của con. Các anh chị nhìn kìa, em em sợ gà quá, đang ở im liên tiếp cái gà chạy ra vồ gà luôn. Thôi kệ em đi, con gà bé tí mà em nó có phải sợ luôn à. Đây bây giờ mình sẽ thả cái này đây nha. Không sao, không sao đâu mà, mình sẽ vứt ra xa xa một tí. Ôi lật rồi, rồi mình sẽ đắt ở đây, mong là nó xuống đúng ấy nhá. Hình như là đang bị lật rồi. Bỏ ra để vứt lại một lần nữa. Rồi, ổn rồi. Rồi ơi, một cái số mồi nó ra ngoài rồi. Còn một số cái thì nó được vào bên trong rồi. Giờ đợi nó chìm xuống phía dưới nha. À bây giờ thì mình sẽ buộc ngay vào trong cái cột này luôn. Con đứng ở đấy, nó có làm sao đâu mà. Đây, bây giờ mình sẽ buộc ở đây. Đứng im không ngã ấy. Còn một cái lưới này nữa thì mình sẽ sang phía bên này để mình đặt đây nha. Nhìn ra được không? Ui. Mẹ một chút nào. Mẹ ơi. Ở đấy mà nó trở run quá. Run á? Run thì cá nó lại thích quá. Đây giờ mình sẽ đi qua đường nào. Đây, đi qua đây. Mẹ ở bên hay có run đấy. Không có đâu. À! Quần nào, chiếu. Trời ơi, chuyện quá. Quần chiếu mình dẫm lên nó mình sợ gì. Đi trước đi bạn ơi. Đây là một cái vườn hoa cải cúc. Cái vườn hoa này là dành cho Tết các bạn ơi. Mình sẽ đi qua cái vườn này để mình tới cái khu mà đặt lưới nha. Mẹ đặt ở chỗ kia đi. Không. Mẹ nghĩ là mẹ chỗ này ơi, hơn á. Sao đấy? Chị làm gì đấy? Ngọc kìa, chị đang cá. Đây này, chị đang bảo là các bạn biết cái gì không? Đúng không? Đây là lưới bắt quái ấy, cái này là có 8 cửa, mình xem là đặt đây là nó có nhiều cái không. Cái gì? Bắt nhiều quái á? Lưới bắt quái. Bắt quái là kiểu 8 cửa, tao gọi là bắt quái thôi. Thì sẽ đặt đây trong để tối một cám nhá. Giờ mình sẽ phải buộc dây ở đây này. Buộc dây để giữ, tí nữa ra lấy. Mẹ ơi. Chắc là con vịt chắc ăn cái mồi của con cá này. Con vịt làm gì nó ăn. Rồi, bây giờ để ở đây á, mong là người ta đi qua người ta không để ý đến chứ. Người ta đi qua để ý là người ta lấy của mình luôn á. Ô, nghe tiếng lách cái cá nhá. Bây giờ để ở đây xong tí tầm tối thì mẹ Hà với em Minh sẽ ra đây lấy thử xem là ba cái lưới đấy, xem một con nào cái lưới nào dính cá hay không nhá. Ngọc tối ra lấy chị không? Em có. Cậu á, thôi đi về đi. A few moments later. Bây giờ là buổi tối rồi và mẹ con Hà Hí bắt đầu đi thu lưới đây từ lúc chiều, à từ lúc trưa chứ. Mẹ con Hà Hí đã đặt ba cái lưới bắt quái liền á. Bây giờ thì sẽ xem nhá. Đâu nhỉ, nó ở đoạn nào nhỉ? Ê, đây hình như đoạn này đúng rồi. Đây cái dây vẫn còn ở đầu kia nhá các anh chị nhá. Bây giờ thì mẹ Hà sẽ kéo lên à. Con dịch ra. Con cầm đấy cho mẹ này. Bây giờ thì mẹ Hà sẽ kéo lên, không biết là có được con cá nào không đây. Rút kinh nghiệm của hôm nay bị bao nhiêu cái nó dính vào thì bây giờ mình sẽ cho xa một chút. À giờ bắt đầu nào. Kéo lên. Rồi. Nhẹ nhàng nha. À đây rồi. Ôi giời ơi, nó đặt ngửa như này. Đặt ngửa lên mới có con cá nào vào không đây. Ôi giời ơi. Cái gì đây? Không có một con gì ở đây cả. Đặt cả buổi chiều luôn. Không có một con nào ở dưới này. Trời ơi, tưởng là nhiều lắm cơ. Bây giờ mình sẽ thả lại ở dưới đây. Chị Ngọc. Ừ, chị Ngọc đây rồi này. Bây giờ mình sẽ phải thả lại này. Rồi mong là hai cái lưới kia có cá nha. Chị sẽ để ở sát đây vậy. Hả? Chị sao đấy? Bắt đầu à? Bây giờ chị mới bắt đầu này mà chả có một con cá nào luôn á. Đâu giờ xem nào. Mà ít cá lắm. Ít lắm không? Ít. Hay là đặt cái khác nhỉ? Thế đi ra xem hai cái lưới bên kia xem có cá hay không. Thì mình sẽ phải chuyển cái vị trí của cái ao này đi. Chưa đặt từ chiều đến giờ chả có con cá nào cả. Chán ghê cơ á. Đi đi ra đây. Min đây. Đây, con cầm cái đèn này. Bây giờ thì sẽ là sang cái khu bên kia, thử xem là khu bên kia là có cá hay không. Đó, con lấy cái dây rồi. Đây rồi. Ở đây có một cái dây này. Dây này mẹ Hà đặt ở đây này. Bây giờ thì sẽ kéo nhá, con cầm cái đèn cho mẹ. Cầm lấy đây. Bây giờ mẹ Hà sẽ kéo cái chỗ này lên nha. Thử xem là không biết là cái chỗ này có được con cá nào không đây. Mong là có một con để an ủi nha.
Ôi ơi. Rồi, cái nó mắc. Nó bị mắc đá rồi. À đây. Ôi, có một con cá ăn ổi đang buồn thủy huấn thiêu vì chẳng có con nào. Bây giờ có một con cá để ăn ổi đây. Bây giờ mình sẽ cho nó xuống phía dưới này. Đây, trời ạ, có được một con cá bé tí thì ti này. Cá này là cá gì đây? Cá này là cá gì nhỉ? Rô. Cá rô á? Phi. Tô phi á? Trời ơi, đây chắc là bà trà buộc hay ai buộc đây mà buộc chặt hết rồi. Đây giờ mình sẽ cởi ra để lấy con cá này nhá. Ủi thế này á, tình hình là hơi ít cá nha. Mình cứ tưởng là phải, chắc là nó phải được nhiều lắm cơ ấy. Hóa ra có lấy được tí thôi à. Ủa cha mẹ. Ừ, từ từ để mẹ ấy ra nào. Được rồi, Min, sâu. Sâu đâu? Nào, cho vào. Trời ơi, đây là một con mẹ cá ơi, này. Đây là cá gì nhỉ? Dô phi à? Vâng. Ừ rồi, dô phi, ok. Bây giờ sẽ còn một tí thức ăn này, sẽ cho vào đây này. Để xem mà có con nào nó lưu lạc vào trong này nữa không. Nhưng mà kiểu này tình hình cái lưới bắt quái này không thu được nhiều rồi. Giờ mình sẽ buộc lại nha, xong mình sẽ đặt lại ở cái vị trí này xem là có con nào không. Kiểu này phải để sáng mai mình sẽ ra mình thu tiếp á, xem là có được nhiều hay không. Này á, chắc là buổi tối nó bắt đầu đi ăn nhiều. Còn cái chỗ lưới ở cái ao kia chắc phải chuyển vị trí thôi. Giờ sẽ vứt lại vào phía ở đây. Mình sẽ cá nha. Vứt lại đây. Nào, đi. Rồi, vứt xuống đây. Mong là có cá nha. Muốn được con cá thôi. Trời ơi, mới đầu mẹ Hà nhá, mang cái xô đi nhá. Mẹ Hà bảo ôi sao không lấy cái xô to hơn đi, mình lấy cái xô bé tí thì ti thế. Ai ngờ á, có đúng một con cá này. Ai bật đèn ấy? Mẹ bật đây này. Không. Ừ. Đây. Ai bật đèn ở chỗ này ấy? Mẹ chứ ai? À chị ở Ngọc dưới. Đây này. Chị Ngọc đây này. Bây giờ mình sẽ ra cái khu đằng này nhá. Để xem á, bên đằng này có khá rộng hơn không nào. Đi ra đi nhặt cái cá nhá. Ok. Cái chỗ này là mong lắm đấy các anh chị ơi. Ở đây có cái xô giống hệt này. Giờ bắt đầu kéo nốt một cái lưới này nữa này. Các anh chị ở nhà được đi kéo cá này chưa? Đây là cái lưới này là đầu tiên mẹ Hà kéo thôi. Còn hồi xưa là hay có cái vó con ấy. Ở cái dây dài ấy nhỉ? Có chưa? Có con nào không? Có con nào chưa? Chả nhìn thấy. Ui, có cả tôm. Ui, có nhiều tôm luôn. Đây, từ. Ôi giời, Min cẩn thận. Đây, từ. Ui giời, đổ lại đây. Đâu. Đây, từ. Mình ở đây là đang có là một con cá này với cả một con cá rất là to luôn, với cả có mấy con tôm nữa. Đây tôm nào phía dưới. Giờ từ mẹ sẽ tháo cái này ra nhá. Trời ơi, cá to, được bữa rồi. Đây được con cá to quá. Đây giờ cho ra nào. Ý là. Ý đây có đâu. Ê đây có một con tôm này. Ôi vậy là ở đây. Ui, hết chưa? Đây là có được có một cá to với hai con tôm. Ôi tôm này rất là to luôn. Đây này, Min này. Đây là thêm cái gì nữa đây? À cái này là hạt mít này. Đó Min, cá này về làm gì? Ăn. Về ăn hả? Nhưng mà đây là hơi ít các anh chị ạ. Thế nên là mẹ Hà sẽ đặt thêm ở đây nữa để sáng mai mẹ Hà sẽ ra thu xem là sáng mai còn nhiều hay không. Còn cái lưới ở ngoài kia tí nữa tha vào phía bên trong này luôn. Tại vì phía bên trong này là có vẻ như này là đang có cá rồi. Đây là bây giờ mình sẽ buộc vào. Ô cái dây đâu nhỉ? Cái dây vừa mẹ Hà lấy đâu rồi? Đây. Đâu cái dây đâu? Đây. À để mình buộc vào. Buộc vào để mai thu tiếp á. À bây giờ thì mẹ Hà sẽ tiếp tục thả dưới này nữa nhá. Thả dưới này xong mai mẹ với cả Min đi vớt tiếp nhá. Vâng ạ. Xem là có được không nhá. Mình thả đoạn nào là sẽ có cá hơn nhỉ? Ngay bờ đi. Bây giờ mình chơi ngay bờ đi, mình không phải đi xa bờ nữa. Đó, mình thả ngay đây thôi. Thả ngay đây á, để mai đi lấy cá cho nó dễ luôn. Bây giờ thì sẽ sang khu đầu kia để lấy cái lưới ở đầu kia, chuyển sang về khu này, vì khu này là sẽ nhiều cá. Đã tới cái chỗ đầu dây bên này. Cái đầu dây bên này là đầu mà vừa thu cá đó các anh chị ơi. Giờ mẹ Hà sẽ lấy cái chỗ mà lưới này ra để mình chuyển bên. Giờ mình sẽ phải chuyển sang ao khác nha, vì ao này tình hình nó không có cá rồi. Kéo lên. Thử xem là từ vừa nãy mới có vào được con nào. Không. Chả vào đứa nào cả, mong ngóng ở bên này là có cá quá mà nó không được con nào hết. Giờ mình sẽ chuyển sang cái ao á, cái bên cạnh này, thử xem là ao bên cạnh này nó có cá hay là không. Mình sẽ đặt ngay cái đường cống nước ấy, tại vì cống nước thì hy vọng nó sẽ có cá ở đây. Đây là đường cống nước này. Đấy, mong là nó chặn đầu cống này thì cá nó sẽ vào phía bên trong của mình nhá. Mình sẽ buộc dây ở đây. Buộc dây cái đoạn này.
không là không ai để ý đoạn này nhá. Không người ta để ý người ta lấy hộ mình mất đấy. Rồi, ok. Bây giờ thì mẹ con mình về nhá. Chờ đến ngày mai thì mẹ con mình sẽ ra đây để xem một cái không nhá. Ô mẹ ơi, có cái kia không? Cái kia làm gì có, mẹ chuyển sang bên này rồi. Quên à? Em đi quên rồi á. Vitamin này mang cá ra bảo bài cho mẹ ăn này. Không mẹ ơi, mẹ nửa hai con tôm cho con ăn đi. Trời ơi, có hai con tôm mà nướng ăn rồi dán ăn hả? Thế nên mang chảo ra đây mẹ dán cho nào. Em Mimi bảo là lấy hai con tôm nhỏ tí tí này để dán ăn này. À đây, đã chuẩn bị chảo rồi. Ok, thế bây giờ mình sẽ rửa ở đây nhá. Đây, sẽ rửa luôn ở đây. Rửa hai con tôm nhỏ nhỏ xíu xíu cho em Min nha. Đây, một con này, hai con này. Mình sẽ rửa hai con này xong là làm món tôm chiên cho em Mimi. Đây. Cái này mình chắc là mình sẽ phải để nguyên này cho em Minh Vy, em mới cầm luôn á. Mẹ ơi, chắc con tôm bảo là chị tôi, cầu tôi, ăn tôi. Thế thì con đừng ăn nữa. Con để cho mèo là ăn đi. Em Minh Vy bảo đừng thịt tôi, đừng ăn tôm mà em Minh Vy để con ăn. Đây đây. Nào, bây giờ bác lên trên nồi nào. Giờ mình thấy có đúng hai con tôm được rồi anh chị ơi. Hai con tôm rồi đó. Và bây giờ chơi cái chảo này. Bây giờ mình sẽ cho dầu vào nè. Đó, giờ bắt đầu chờ nó dầu nó nóng lên một chút thì mình sẽ cho hai cái bé tôm này vào nhá. Con đoán là cho hai bé tôm này vào điều gì sẽ xảy ra? Cháy. Cháy hả? Cháy tôm hay cháy gì? Cháy tôm. Cháy tôm á? Thế bây giờ mình sẽ chờ cho nó sủi sủi một tí nhá, thì bắt đầu mình sẽ cho vào nhá. Nhưng mà con, mẹ trước hết là con mẹ bảo con hãy tránh xa ra. À, vừa con chiên con ấy mà như thế này người ta cho vào rồi là con ấy kiểu từng đầu tôi xong người ta bảo là cho con ấy vào nhà lỗ, xong người ta cho con ấy vào nhà lỗ luôn. Thế á, thế con ếch nó bảo là đừng ăn tôi đúng không? Tôi đúng không? Thế thì con tôm này nó cũng y chang luôn á Min. Thế mà Min lại ăn nó. Bây giờ là thử một con đầu tiên nhá. Wow. Thế con hai, wow. Bây giờ thì nó chín ở phía bên trong này rồi nè. Đây, các anh chị nè. Nhìn thấy gì chưa? Ôi, nó chiên giòn ở phía bên trong này luôn. Ôi trời ơi, nhìn này nó nổ hết ra rồi nè. Đây, từ từ, chiên chút. Ôi, nó kiểu gì nhỉ? Mình bí văn quá. Đây. Ôi trời ơi, ngon quá mình Mi ơi, còn đúng hai con này thôi á. Con sợ thì đừng có ăn, mẹ ăn thôi. Không, con sợ cái cháy bên kia. Không, sợ gì đâu. Bây giờ là hết rồi, văng lên rồi. Đó. Ok nha, chín rồi. Đĩa đâu? Cái gì này? Chị Ngọc ơi, mẹ Hà nhờ chị Ngọc lấy đĩa mà. Lấy gì đây? Em để là nhiều tôm lắm. Trời ơi, mỗi hai con từ vừa lấy đến giờ. Thế nào, mình sẽ cho ra đĩa của chị Ngọc vậy. Nào, cho ra đây, một con. Wow. Hai con, trời ơi, thơm quá. Chị ơi, nhanh lưỡi nhanh thế. Nói chỉ thế thôi mà. Nào, Bibi ra đây. Trời ơi, cái này ẩn quá cơ. Này, ai ăn ai nhìn bây giờ. Là một là caramel, hai là mẹ Hà, ba là Ngọc. Ai ăn? Con, ai con, nhìn? Con. Min nhìn, ba người ăn. Đúng rồi, Min nhìn, ba người ăn. Nhìn nè. Đó, thấy chưa? Chị Ngọc thế nào, có tranh phần không? Thế là nhường cho em Min Vy hết đúng không? Ở đây, cho em Min Vy hết đi, em Min Vy chiến đi. Để đây mẹ bóc cho Min Vy nha. Trời ơi. Cơm giòn tan luôn, cơm mực luôn. Không tranh phần. Này nhường hết cho em Min Vy, tại vì có mỗi hai con thôi mà. Mẹ thật những ấy. Không phải, có đoạn đầu với Min Vy cũng không ăn có đoạn đấy đâu. Ủa, ngon quá. Ai chị Ngọc làm gì ấy? Min Vy ơi, chị đây, Ngọc đây. Lấy Min Vy vừa. Chị Ngọc treo, Ngọc treo. Đây, lấy luôn cho Min Vy con này nữa. Mẹ ta bắt luôn cho Min Vy cái này. Nào, Min Vy ăn vào miệng nào. Đây từ từ, chào đóng ngoại một tí. Tại vì vừa nó mới chín xong. Đây là tôm tí hon. Cái đoạn đầu này Mimi không ăn, mẹ hả cái cho caramel ăn đi. Hết mồm rồi đâu. Bà mẹ hả? Nè. Đây, caramel thích ăn
Này, đây, nhờ nha Minh Vy. Nào, thử nào, cả hết nóng rồi. Nào nào, cảm giác nào, ngon không? Có á, chắc cả vào mông cắn đi ta nào. Thôi mẹ hả, tỏ biết luôn đi mẹ ơi. Cho cả vào mông cắn miếng to đó, mẹ ăn hết này. Thấy ai ăn chưa nào? Được hai con tôm thì ba người lớn nhìn một mà một mình em Minh Quy ăn. Thế thôi, còn chỗ lưới kia sẽ là để sáng mai xem mẻ tiếp theo là có thu được con gì nữa không nhá. Các anh chị ơi, bây giờ thì tiếp tục là bây giờ là 1 giờ trưa ngày hôm sau rồi. Mẹ Hà với cả em Mimi với cả em Min tiếp tục là đi ra chỗ mà thả lưới hôm trước ấy. Để xem là có được con cá nào không. Đây bây giờ hai đứa đứng ở khu này. Này, cầm lấy cái này nhá. Đây, một đứa cầm cái chậu này. Để khi nào mà cá nó lên thì giữ luôn nhá. Bây giờ thì hôm qua đặt ở cái khu này này. Giờ thì mình sẽ kéo lên được ra là cái khu này có con cá đâu không nhá. Ôi trời ơi, không biết là con cá nào không nhỉ. Ôi ơi, cái này á là cái lưới kiểu là nó có điểm rồi á, từ hôm qua thả ao kia không cá có, ao này cũng không có luôn. Mất công thế nhở, chờ mất cả một ngày liền mà không có luôn á. Thôi mình thả đây thử xem là đến chiều có được con nào nữa không. Chán quá. Bây giờ còn hai cái lưới nữa cơ, giờ sẽ sang phía bên ao kia để xem có em nhá. Tiếp tục cái điệp tiếp theo này. Không biết là cái khu bên này hôm qua ở đây là được một con cá nhỏ nha. Còn bây giờ thì đến ngày hôm sau rồi không biết là có hay không. Cái dây hôm qua rõ ràng là nó nguyên gì mà qua một đêm nó kiểu nó làm sao ấy. Ui, nó mắc rồi, mắc lưới rồi. Được không? Ô, được. Ai ơi, giống hệt hôm qua luôn ấy. Hôm qua có một con cá nhỏ y chang ở khu này này. Bây giờ đây con này còn nhỏ hơn. Nhỏ như này luôn. Con này nhỏ hơn. Đặt đi, chờ cá to mà không thấy luôn. Nào Minh Vy ơi, nào bỏ cá ra nhá. Đây bây giờ thì mẹ Hà đã có mặt ở tại đây rồi. Và đây là một cái lưới cuối cùng luôn. Thử xem là cái lưới cuối cùng này có thu đôn cá nào không. Như hôm qua ở chỗ này là quay kéo được con cá rất là to luôn. Ở bên này thì không biết là qua một đêm thì có con cá nào nó đậu lại nữa không. Ôi giời ơi, con thầm tệ hơn. Con chả có con nào nữa ấy chứ. Rồi ơi, mất công chờ cả một buổi là, luôn. Hình như là nó ít cám quá mà nó nở ra hết rồi nó không thể ăn nữa. Chắc là có thể là một là trời lạnh này, hai là mình không cho thêm cám nữa ấy, thì nó hết cám rồi. Vậy là ngày hôm nay á, mất cả một ngày gọi là 24 giờ đi kéo lưới luôn á. Cuối cùng thu được 3 con cá, một con cá nhỏ, một con cá to, hai con cá nhỏ. Rồi ơi, kiểu này á mình có đánh nữa không nhỉ Ngọc nhỉ? Thôi nha, kiểu này chắc là cho nghỉ một thời gian thôi. Với vlog của mẹ Hà chắc đến đây cũng tạm dừng thôi. Có 3 con đó là đủ cho mèo là ăn một bữa rồi đó. Bây giờ mẹ Hà phải về để làm cá cho mèo ăn này. Xin chào các bạn nha, bye bye.